Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Thì bây giờ mình là Sen nè mọi người. Thì hôm nay mình có một suy nghĩ được một ý tưởng này để chơi ba khứa không ấy nha mọi người. Diệu danh tồn. Thì hôm nay Nhã nhắn mặt nha mọi người, tại vì Nhã đi xuống Hồng Ngự đi đám tiệc, đi đám gì xuống không, mình không biết nữa. Nghe nói Nhã nó đi đám gì đó mình không biết nữa. Thì mọi người, mình có một cái cho nha, mọi người muốn biết sao mọi người hãy xem hết video nha. Tay mình cầm thêm cái Google nữa. Mọi người muốn biết, mọi người hãy coi. Thì ok mọi người, mình đã đặt sẵn góc quay trong phòng nha mọi người. Để mình vô phòng. Làm gì vậy? Thét. Chọn gì cứ cho anh không? Cho anh gì nữa? Không? Cái gì? Chơi gì? Giỡn, đừng có giỡn. Dạ, dạ, giờ dạ, 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 em anh suy nghĩ đi, kiếm cái gì chơi, hứa cho anh. Chơi, chơi nói gì bây giờ? Gì chơi không? Chơi. Chơi. Cái gì? Giỡn, đừng có giỡn. Dạ, giờ dạ, em anh suy nghĩ đi, kiếm cái gì chơi, hứa cho anh. Chơi, chơi gì chơi không? Chơi. Chạy đâu? Chơi nha, đừng có đẩy vô bỏ nữa. Mày đi vô bỏ. Không, mà chơi cái gì mới được. Gì mới được? Chơi gì? Ôi, 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 trời ơi. Chơi cái gì mới được? Má kia ăn luôn giờ á. Chơi gì? Nhiều đồ lại ngoài đi. Thôi đi. Giờ mình nghĩ tưởng chứ mà mày cầm quay mình. Về kêu anh bạn chế chung nè. Giờ chế gì? Ủa mình gì lâu lắm vậy đi chứ. Thì bây giờ anh suy nghĩ chứ em đi chứ em có biết. Lỡ hoài luôn. Ra hoài nó nghe nó mình ngu vậy. Dạ suy nghĩ chứ. Chế hay rồi. Giờ nghe hỏi lắm mặt luôn. Cái gì anh hay đi chế hứa nhận. Chế hay rồi. À, giờ mày ra hỏi mày đắm mặt đi. Chứ mày chế gì mày nhỏ tao. Tắt máy đi rồi nhảy ấy mà. Ừ, anh chơi gì mới được. Tắt máy đi. Được. Mày về mẹ luôn đi. Chơi thì không biết ý tưởng trước hả? Vậy phải có cái gì ở trước thì chơi được.
tao quay mày cũng chơi đi chơi xong chơi quay cái què đi. Ủa má quay à, má quay được nó không phút mấy à, tính nó lâu mà mấy là gì vậy rồi thấy không. Còn nói cái này đau nha. Cái gì nó lặng đàng hoàng, nó cầm cái này nó đâu rồi. Từ từ tao mới kiếm được. Thì sao? Ta đang thúi rồi, mục đích cho tao thử là mục đích cho thử á. Ừ. Ba ừ. Ba chơi chạy mất. Địch cho tới mục đích. Tao chơi là lúc những dơ mà. Ừ, tao là dơ. Giờ tao bé nè. Ai không bé cho mình bóp cứ cái năng. Ở lộn. Dạ, bóp. Mất dạ rồi đó. Dạ. Quay em lại, mày lại nói chuyện tôi. Thôi, ta đi bỏ mấy. Ta đi để mày đi. Để cũng vô. Đó, đập cái đó là nghỉ quay liền. Đập đi là. Ta mẹ. Ta mẹ. Mẹ mày giỡn hoài nha bay. Bạn đi. Nhảy hả? Nó muốn cái tưởng giật thôi. Qua nước tán họ đồng chết từ từ mày. Tao biết rồi, từ từ mới để tao hoàn bạc. Đi ông nội.
Mày đi. Mày đổ con này chơi luôn. Mấy người nghĩ xong rồi chỉ có mổ mấy cái chảy máu luôn bây giờ. Nãy là ngoài em nói với Danh, Danh nói nó đang kiếm cái gì chị đó chơi anh. Nó chả ghét anh. À vậy mình... Ủa mình giết lâu lắm vậy đi chứ. Mai đâu nó không giỡn nữa mà. Trời ơi, nó nghe đó trời. Nãy ngoài nó cũng là hơn sợm giống vậy nè. Nó không giỡn, đừng có giỡn. Ủa yêu biết đau hả? Vậy? Ủa biết đau hả? Mà nãy em khứa nó là bạn tưởng, bạn tưởng, bạn tưởng. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ý gì chơi lại đi. Đừng có ảnh nữa. Vậy? Đừng có ảnh nữa để cào đi rồi chơi nè. Ừ, cào. Một, hai. Một. Mày đúng nhịp coi. Một, hai. Chốt. Một, hai. Mày chơi nữa hả? Đạo. Ôi, mày đúng đau hả? Mày có ảnh em đâu đau. Mẹ ảnh anh không sao biết đau được. Tôi quay đàng hoàng nha. Tôi quay đàng hoàng à. Ngồi xuống đi, quay đàng hoàng đi. Đây cầm chân. Tôi cầm chân, cầm đây. Ok. Anh bị... Đấy. Nghĩa thiên đội. Một, hai. Những dụng mắc bệnh hơn mắc công phương tiện. Để chơi không? Giỡn chứ, cứ bị giỡn bạn. Bây giờ bạn tưởng chứ không đi rồi chơi không nữa đi. Không giận nữa. Hai đi. Phải, phải, phải. Trời ơi. Mấy đứa này là một tẩy đó. Thôi từ 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 từ. Giờ bạn trước đi rồi chào tao em đang quay nè. Không mày mày đi nha, tao không giỡn đi nha. Vậy một cái nữa là mày coi chừng tao đó. Mày mày đâu á? Đâu á? Chứ mày coi lên đây. Mày hả? Dạ. Dạ, gì trời. Mày coi cái tiếng ngủ tao chơi mày mới nhận như mặt tao mày à. Mày ngủ đi mày liếc. Mày lấy con liếc. Mẹ nãy ngủ tao, tao chơi nó. Ê, nó đói nha. Ê, tao có ấy nha. Ê, tao ngủ đi mày liếc. Để mày ngủ đi. Mày ngủ chơi anh Toàn. Vậy, mày ngủ chơi anh Toàn. Ai ngủ chơi, ai ngủ đi chơi. Ngủ chơi mày, ngủ mấy ngủ tao chơi mày xong rồi lấy cái đồ đó đặt mó hoài nè. Nãy ngủ mày nhà Toàn chơi, chứ không phải là chơi anh Toàn. Mày, tao kêu tao mày cái tưởng đi. Tao kêu mày á. Tao kêu tao mày tưởng đi chơi mày, cái ảnh gõ đâu lấy chị máu luôn nè. Ủa mày nấu cái gì? Mày nấu cái gì? Nè. Mấy chó. Bữa nay quay clip định cầm cái máy đây nè. Định đi đâu chơi nè. Mà lại chơi thằng này thằng kia, ai chơi. Mày nó chơi tao nhà nó dẫn cái môi luôn nè. Có lẽ là nó chưa dẫn cái môi nè. Tao ngủ đi chơi. Nó ngủ lên chơi, tao sao lấy nó đặt vô hỏi nó. Mẹ mày chơi mày còn cự đứa mẹ giục mẹ đi. Mày không có tao. Mày không có tao. Nói nó đéo bình nó tắt luôn mày. Con chó này nữa. Mấy này nó đừng có giỡn chứ chơi. Chơi một bàn qua độ mẹ giờ này ai biết chơi chơi chơi, chơi gì nữa. Nói gì vậy? Ờ nãy hồi nãy con anh bế vô ngủ đi chơi rồi cứ nói mẹ tưởng chơi dành. Nói ngủ tao. Chơi mày nó ra nó ngủ tao chơi mày. Ừ. Vậy. Mở tay. Lúc bụng này con chó thì chơi nè. Có quay đâu. Nó không có quay là không có chơi nào hết á. Con đó không có quay mà. Má mà không quay thì đừng có làm như vậy nha. Mày có quay không? Không. Rồi không có quay. Ơ nó tắt rồi. Nó tắt rồi. Mẹ mày ngủ không biết sạch. Không biết xài nó tắt lên không thì. Sạch rồi. Ờ đây. Mày sao mày lại mày muốn chơi là chơi hết tụi tao luôn hả? Đâu được. Chơi tự nhiên chơi hết. Mày ngủ nạn đâu nghĩ sao được. Nghĩ sao chơi hết. Hàng kia mà ngủ ngủ luôn. Ngủ. Chó đi xui mất dạy quá. Cái má không có quay, cái má không có quay nên mày đừng có sợ. Mà đúng tao mà sợ. Cái gì? Mà ngủ chơi mà mày ngủ tao chơi nó rồi vô nó ngủ nó chơi tao, tao chơi dẹp chơi mày.
Má định tao muốn chảy máu luôn nè. Ngủ có nào chơi đâu. Mày chơi mày ngủ, mày ngủ mất chơi mày. Mày chơi cái đó, anh chơi, mày chơi mình mẹ rồi không đi. Đi ra. Đi mẹ, đi về, đi về luôn. Ngủ quá vậy, đi về. Mày nghe mày. Mày. Đi ra đi, mày ngủ đưa tao đi chơi hoài. Mày tưởng chảy mã luôn á. Mẹ, không chơi, nó không quay được cái gì đâu mà nó chơi. Nó không đó. Cái máy quay cái gỗ của mọi người ịnh vô mỏ đậu lắm. Thì ok mọi người, mình cũng xin cái hút video ở đây nha. Nếu mọi người thấy video này hay cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh cho mọi người. Chào mọi người, bye bye.